Xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học Content Marketing by Phan Anh. Và video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những cái nội dung cơ bản liên quan đến những cái lưu ý khi làm Content Marketing và làm thế nào để chúng ta có được một cái gọi là Content Marketing hay, được chưa ạ? Thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta mà làm Content ấy, để chúng ta phải đặt mục tiêu cho chúng ta phải đặt KPI. KPI là những cái chỉ tiêu chúng ta cần đạt được. Thí dụ như là bao nhiêu bài trong một ngày, loại hình gì, đăng trên những nền tảng nào, thu được bao nhiêu like, bao nhiêu view và tăng trưởng qua từng tuần, từng tháng như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi thì chúng ta phải đặt ra mục tiêu cho mình rất là rõ ràng là chúng ta sẽ làm hay là chúng ta sẽ thuê hay là chúng ta sẽ tự triển khai cái công việc của chúng ta, đúng không? Đấy, chúng ta muốn xây dựng thương hiệu của chúng ta theo cách là chúng ta làm sạch sẽ hay là chúng ta làm scandal đó, bởi vì là cái nhìn về thương hiệu, cái thiện cảm, cái đẳng cấp của một thương hiệu nó cũng sẽ khác nhau. Thế rồi thì chúng ta cũng lại trả lời cho câu hỏi là chúng ta viết cho ai đọc, đối tượng khách hàng của chúng ta là ai, đúng không? Họ sẽ cảm nhận và đánh giá về nội dung đó như thế nào, tích cực hay không? Họ có thể thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức về cái sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang cung cấp hay không. Nếu như mà họ đọc xong một cái mà họ thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức ngay thì điều đấy là content chứng tỏ rất tốt, rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết trực tiếp hay viết gián tiếp, cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ, cách chúng ta sử dụng hình ảnh, cách chúng ta sử dụng video và những cái định dạng media khác là như thế nào. Chúng ta có làm sáng tạo, chúng ta có làm hay không, hay chúng ta cũng chỉ làm đơn thuần thôi, đúng không? Có bao nhiêu phần trăm nội dung trong đó là bán hàng hay là nội dung chúng ta chỉ làm mà nội dung content chơi thôi, đúng không ạ? Cách chúng ta đề cập đến sản phẩm như thế nào trong cái quá trình chúng ta bán. Đấy, chúng ta nhớ rằng là chất lượng thì quan trọng hơn số lượng. Thế nhưng mà số lượng mà ít quá thì lại không đủ để mà tạo lên trào lưu. Giống như là một cánh én nhỏ thì chẳng nên làm nên mùa xuân, đúng không? Thí dụ như bây giờ các bạn SEO web chẳng hạn thì các bạn mà viết 1-2 bài rất xuất sắc nhưng mà số lượng bài nó quá ít, không thể lên được. Trong khi đó đối thủ nó có hàng trăm bài, hàng nghìn bài, thậm chí hàng vạn bài thì làm sao web mình có thể lên được, đúng không ạ? Mặc dù một bài của mình có thể rất chất lượng. Thế thì cố gắng cân bằng giữa chất lượng và số lượng. Mỗi một bài viết phải chất lượng nhưng mà cũng phải đẩy lên 3 bài, 5 bài, 10 bài, đẩy big KPI cao lên, đúng không? Bền bỉ liên tục, không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong cái mảng mà làm SEO web, viết bài cho website hoặc là đăng bài trên Facebook, đúng không? Đúng người, đúng thời điểm là rất tốt, đúng không? Nhưng mà sai người, sai thời điểm cũng không sao cả, cứ làm đi. Còn đúng người, đúng thời điểm thì là tuyệt vời nhất rồi. Đấy, cứ làm thôi nhá. Nếu mà sai thì sửa, xấu thì chỉnh, chứ còn đợi nó hoàn hảo rồi mới làm thì tôi nghĩ là rất khó. Nên chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và bất kể các loại content thì chúng ta muốn. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta là sinh viên hay chúng ta là người mới đi làm, chúng ta không có kiến thức sâu về cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia, đúng không? Thì không phải, chúng ta học chúng ta sẽ làm được. Quan trọng nhất là chúng ta muốn làm và chúng ta muốn trở thành chuyên gia. Chúng ta nói những điều mà nó phải rất là rõ ràng, rất là chắc chắn, đúng không? Thí dụ như bây giờ các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ nói chuyện được với tôi hay là với những người mà làm về ảnh, về máy, rồi về thiết bị, rồi những cái ngôn từ dành riêng cho dân nhiếp ảnh. Hay là bạn muốn làm phim, hay là bạn muốn điều khiển một cái drone này kia để có phim hình đẹp thì bạn cũng phải học, tất cả mọi thứ đều phải học. Đó, thì chụp ảnh hay làm phim hay là viết bài thì nó đều là cần có những kiến thức như vậy. Và đặc biệt là chúng ta phải có một cái phong cách riêng. Phong cách riêng ở đây là gì? Chúng ta phải có một cái phong cách viết bài, phong cách hình ảnh. Có những người theo đuổi phong cách nghiêm túc, có người theo đuổi phong cách sexy, có người phong đuổi theo cách bậy bạ. Mỗi người một cái phong cách riêng của người ta. Đấy. Thế còn là như thế nào gọi là content hay, một cái nội dung hay, một cái nội dung hấp dẫn, thì thực ra các bạn phải hiểu như này này. Thì một cái content hay thì người ta nói là như này: văn mình vợ người. Thì cái người viết ấy, có thể mình thấy là rất hay nhưng mà người đọc người ta chẳng thấy hay. Đấy, thế mà người đọc người ta lại thấy rằng cái văn của người ta mới thấy hay cơ. Thế thì phải trả lời cho, bạn vẫn phải trả lời cho câu hỏi là ai là người đọc, ai là người xem, đúng không? Đối tượng chúng ta phục vụ là gì? họ thích những cái chủ đề gì, đúng không ạ? Họ thích lối viết như thế nào và mình có phong cách như nào. Nội dung có cung cấp được những cái thông tin độc quyền hay không. Nội dung hay mà nha. Thì nội dung hay nó nằm trong những từ khóa như này. Cái nội dung đấy có được độc quyền hay không. Đấy. Thông tin đấy có giá trị như thế nào. Nó có thể tác động đến cái sự việc hay là hành vi hay là nhận thức của một người hay của rất nhiều người hay không. Đấy. Thông tin đấy có giúp thay đổi suy nghĩ từ tiêu cực sang tích cực, từ không muốn mua thành muốn mua hay không. Ví dụ vậy, thay đổi hành vi suy nghĩ nha. Giá trị rất lớn. Đấy. Thông tin này có mới lạ hay không hay là cũng đi xào xáo sao chép lại. Đúng không ạ? Có thể hiện được trình độ đẳng cấp của người nghiên cứu hay không. Đúng không ạ? Cách thể hiện như thế nào, đúng không? Thông qua media gì? Ảnh, video, phim, viết hay là phim ngắn, phim dài, ảnh nọ, ảnh kia, rất nhiều cái hình thức mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Đấy. Quan điểm của người viết đề cập ở trong đó, cái tính cá nhân ở trong đó là như thế nào, đúng không? Thông tin này có đẹp hay không? Thông tin như tôi nói là thông tin đẹp rất là quan trọng. Thông tin này có giàu hay không? Đẹp, sexy, giàu là người ta rất thích. Ví dụ các bạn cứ viết những cái chuyện làm giàu đấy. Tôi đã làm giàu tay trắng như thế nào, tay trắng làm nên đống nợ như thế nào, đúng không? Đấy, thì ở trên mạng ai thích những chuyện đó. Chuyện hài hước, chuyện vui vẻ, chuyện ý nghĩa, chuyện cảm xúc. Ta sẽ tạo nên được những cái nội dung rất là hay. Thế thì đấy, tôi vừa kết thúc hai cái phần trình bày chính trong cái video bài học này. Đấy là một số những cái lưu ý cơ bản khi mà chúng ta làm content. Và thứ hai nữa là như thế nào được gọi là một content hay. Đấy, giống như việc chúng ta trả lời cho một thế nào là một cuốn sách hay, thế nào là một bộ phim hay, thế nào là một cuốn truyện hay, hay một bản nhạc hay. Thì chúng ta thấy rằng có người thích cái nhạc này, có người thích cái nhạc khác, có người thích phim hành động, có người thích phim tình cảm. Cho nên là không phải là lúc nào chúng ta cũng một nội dung hay có thể phù hợp được cho mọi người. Nhưng một nội dung hay là một nội dung có thể nhiều người chấp nhận và nhiều người cùng đánh giá là nó hay, đúng không? Ok, rồi một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.